Hi, xin chào các bạn. Thì một lần nữa Toyota Tân Cảng Minh Khoa lại giới thiệu cho các bạn một mẫu xe không phải là của Toyota ha các bạn ha. Đó là mang tới từ thương hiệu Kia. Đây là mẫu Kia Sorento đời 2015, máy xăng phiên bản một cầu, bản full nha các anh chị ha. Đó. Thì xe thì mới đi được có 49.000 cây số thôi, phải nói là trong tình trạng khá là đẹp luôn nha anh chị ha. Xe phải nói quá chất nha các anh chị. Sau 7 năm sử dụng xe đi được 49.000, cam đoan là đồng hồ chuẩn nha anh chị ha. Đó, nếu mà anh chị nào mà muốn không tin về cái độ km thì có thể tới bên Khoa, alo cho Khoa, Khoa sẽ đưa cái thông tin biển số, anh chị có thể vào hãng bên Kia anh chị check lịch sử anh chị ha. Thì đây là mẫu Kia Sorento máy xăng bản full nên đâm ra anh chị thì anh chị để ý nè, đây là có bộ phận rửa đèn phía trước nha anh chị ha. Đó. Nếu mà xe bản thiếu anh chị thì không có bộ phận rửa đèn này nha anh chị. Đó. Phía trước là cụm đèn Z, cụm đèn Rosetta luôn nè anh chị ha. Đó. Có bộ phận rửa đèn nè. Rồi cảm biến góc phía trước luôn ha anh chị ha, cảm biến phía trước và cảm biến góc phía trước luôn. Đó. Xe phải nói là khá là đẹp nha anh chị ha. Xe 49.000. Thì xe này mới vừa về bên Khoa thì bên Khoa cũng đã cho sơn dặm lại một vài chi tiết nha anh chị ha, chứ cái xe ở thành phố Hồ Chí Minh là không thể nào mà không bị trầy xước được nha anh chị. Đó. Rồi Khoa cũng xin chia sẻ thêm luôn, đây là cái xe Khoa mua về nên đâm ra là cái tình trạng xe như thế nào Khoa biết, Khoa nắm rõ. Thì cái xe này anh chị thì Khoa nói thẳng luôn là xe nó cục cao su của những cái phuộc thì đi lâu ngày thì nó cũng bị bể rồi, thì bên Khoa đã cho thay luôn rồi nha anh chị ha, nên đâm ra khi anh chị mua cái xe này đã đi rất là êm nha anh chị. Đó. Màu ngoại thất màu trắng khá là đẹp luôn anh chị ha. Đó. Vỏ này thì cũng đã thay rồi nha anh chị, vì cái lớp vỏ này đi từ năm 2015 rồi nên chủ xe đã thay lớp vỏ vào năm 2020 nên đâm ra lớp rất là đẹp nha anh chị ha. Đó. Đó. Xe nè thì mẫu bản full anh chị thì nó có xài chìa khóa master key nên tất cả trên cái tay cầm phía trước đều có cái nút bấm anh chị ha. Đó. Sùng bọng còn nguyên vẹn hết luôn nha anh chị ha. Đó. Xe này thì bên Khoa chưa kịp vệ sinh nha anh chị ha, mới đem về sơn dặm đây thôi. Phía sau anh chị ha, nội thất khá là đẹp, khá là ổn luôn. Xe thì mang biển số thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị ha. Thì bây giờ anh chị cái xe nếu mà anh chị tầm 2015 này muốn mua 7 chỗ mà dạng SUV gầm cao thì bây giờ có Sorento rồi Fortuner bên Khoa. Thì cái giá bán cái xe này là bên Khoa đang bán là 560 triệu. Còn nếu mà anh chị đang muốn mua Fortuner máy xăng số tự động một cầu thì hiện nay cái giá trên thị trường nó đang bán với 600 triệu hơn nha anh chị ha. Đó. Thì như vậy để mình có sự lựa chọn cho các anh chị mua xe nào thôi. Đó, ốc cớp còn nguyên hết luôn. Đây. Sùng chỉ rồi này kia cớp sau còn đẹp luôn nha anh chị ha. Đó. Xe này thì 7 chỗ nha anh chị ha. Bằng nếu mà anh chị nào mà có đi gia đình mà 5 người muốn để đồ nhiều đó, thì mình gặp hai băng ghế sau lại để mình chở đồ. Phía sau vẫn có hộc gió máy lạnh riêng biệt nha anh chị ha. Đây để Khoa kéo ghế lên nè. Ở đây nó có cái tay cầm nè anh chị ha, mình chỉ cần kéo lên thôi. Đó. Đây là băng phía sau anh chị ha. Đây, chỗ để chân cũng khá là rộng rãi và thoải mái anh chị ha. Đây, đây là phần gầm anh chị ha. Đó, thì bên Khoa cũng đã làm cái phần gầm nãy Khoa nói rồi. Nhưng mà chưa vệ sinh nên đâm hơi dơ hơn chị ha, bánh xe cua để cũng không rửa hơi dơ thôi, nhưng mà chủ yếu là gầm xe mình còn sạch sẽ và đẹp nha anh chị ha. Anh chị tới Toyota Tân Cảng mua xe thì bên Khoa cam kết là xe không đâm đụng, không ngập nước, đã kiểm tra cho anh chị rồi. Đó, nếu mà anh chị nào mà không tin tưởng thì cứ lên đây Khoa cầm cái báo giá sửa chữa sơn những hạng mục nào và làm những gì cho anh chị xem nhé. Anh chị thấy không, màu còn rất là đẹp, rất là liền màu luôn anh chị ha. Băng ghế sau anh chị không, còn ghế da còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Đây
Nếu bản full anh chị, đây là cửa sổ panorama anh chị ha. Đó, nếu mình kéo ra. Đó. Trước. Đó. Cái này tại khoa chưa có mở cái cửa sổ trời ra cho anh chị xem ha. Nếu mở ra nhìn rất là thoáng nha anh chị. Ở nhà mình có trẻ nhỏ đó, mình đi du lịch đó, thì mình rất thích cái cửa sổ trời panorama đó anh chị ha. Xe thì ghế lái chỉnh điện luôn, nó là option rất là nhiều cho một chiếc xe Kia anh chị ha. Đầu DVD đầy đủ luôn anh chị. Đây, để khoa nổ máy lên nha anh chị ha. Đây, 49.000. Cái này là đồng hồ thật nha anh chị ha. Bên khoa không có tua đồng hồ này. Đó, vô lăng là anh chị nhìn nè. Cái xe mà đi đúng chất anh chị, cái vô lăng rồi tới cái nút chỉnh bàn phím trên vô lăng nó còn rất là mới nha anh chị ha. Đó. Xe chìa khóa Master Key thông minh nè, điều hòa nhiệt độ tự động nè. Có hệ thống eco, tiết kiệm nhiên liệu luôn anh chị ha. Đây, và một cái nữa là cái xe này có nhớ vị trí ghế anh chị ha, hai vị trí set, hai vị trí nhớ ghế nè. Đó. Rồi, bây giờ mình đi tới phần động cơ anh chị ha. Trước khi đi đến phần động cơ á, thì khoa xin mở cái cửa sổ trời này cho anh chị xe tham khảo nha. Đây, nó có cái nút up bên anh chị bấm mà. Đó, thì nó sẽ chạy cái miếng rèm cửa này ra. Đó, nó chạy tới phía sau đó luôn. Đó, anh chị thấy không? Rồi, bây giờ mình muốn mở cửa sổ trời anh chị ha, thì trên đây nó có cái nút bấm. Mình cũng bấm thêm một lần nữa. Đó, thì cửa sổ trời tự động mở ra đây. Anh chị thấy không? Rất là thoáng nha anh chị ha. Đó. Nó không có mở hết anh chị, chỉ mở một phía trước này thôi. Đó, một phía hàng ghế tài thôi, còn phía sau đó là một cái phần kiến để mình nhìn thôi nha anh chị ha. Rồi bây giờ khoa xin đóng lại ạ. Nó sẽ tự động nó kéo cái miếng này lên luôn nha anh chị ha. Đó. Rồi, đó là cửa sổ trời panorama của Kia Sorento đời 2015 nha anh chị ha. Bây giờ chúng ta xin hãy đi tới máy cái động cơ của cái xe này nha anh chị. Anh chị ha, bây giờ mình sẽ đi tới phần động cơ. À, đây là động cơ DOHC của hãng Kia. Thì nói chung một cái xe động cơ đi bốn mấy ngàn anh chị thì nó còn rất là mới. Đây những cái hộp kim nhôm anh chị thấy không? Nó còn rất là sáng luôn. À, ốc capo này kia là chưa tháo anh chị ha. À, xe còn rất là liền lạc luôn. À, anh chị thấy capo không? Còn rất là liền anh chị ha. Đó, động cơ khá là đẹp. Đó. Xe cam kết chuẩn, do chưa vệ sinh nó hơi dơ anh chị thấy không? Đó, rác. Xe đậu lâu ngày không đi anh chị thì những cái lá cây nó rơi vào hơi nhiều ha. Đó. Rồi thì khoa xin kết thúc video tại đây, thì khoa xin nhắc lại đây là mẫu Kia Sorento số tự động. Máy xăng một cầu, xe đi được khoảng 49.000 cây số. Thì bên Toyota Tân Cảng bên khoa đang định giá bán là 560 triệu cho mẫu Kia Sorento này. Anh chị có nhu cầu nào quan tâm đến mẫu Kia Sorento, xin hãy lên Toyota Tân Cảng bên khoa để xem xe trực tiếp nha anh chị ha. Rồi xin cảm ơn các anh chị ạ. À.